chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Giáp Dần sinh 1974 ôm lộc phú quý, hốt về tiền tỷ đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng khó, giàu có không ai bằng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh 1974 thân mến, vận mệnh của mỗi người đã được định sẵn từ trước, nhưng không phải là không thể thay đổi được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, điều này có nghĩa là con người có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của mình thông qua hành động và quyết định của mình. Đối với những ai thuộc tuổi Giáp Dần sinh 1974 có lẽ đang đối mặt với những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Trách nhiệm với gia đình và áp lực từ người ngoài có thể làm cho họ cảm thấy như đang bị dùi dập. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng chỉ có mây đen mà còn có ánh sáng. Quan trọng nhất là Giáp Dần cần nhận ra rằng sự thay đổi trong cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào vận mệnh, mà còn phụ thuộc vào cách Giáp Dần đối diện và xử lý với những tình huống khó khăn. Bằng cách nỗ lực, kiên nhẫn và sự thông minh, Giáp Dần có thể vượt qua mọi thử thách và đạt được thành công trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần tránh được ba hiểm họa này, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Trong video luận giải tử vi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Giáp Dần có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn hơn. Tuổi Giáp Dần sinh 1974 cầm tinh con hổ, đứng ở vị trí thứ 3 trong số 12 con giáp. Người tuổi Giáp Dần sinh 1974 thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nước dưới khe lớn. Những người tuổi Giáp Dần rất mạnh mẽ, dũng cảm và độc lập. Họ có lòng tự trọng cao và thích làm mọi việc một mình. Họ rất trung thành và thường giữ lời. Họ luôn có thể bảo vệ tốt cho bạn bè và giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Tuy với vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm. Họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi hổ luôn năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Bình thường người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng, đó là bản chất của Giáp Dần rồi nên khó có thể khắc phục được. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học. Ít khi họ bị mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế, Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa rộng. Tuổi Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa. Càng trưởng thành, họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng,
thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Giáp Dần là người không bao giờ ngần ngại lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng gian dội, hãnh diện bấy nhiêu. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. Họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, Giáp Dần đổi việc rất nhiều. Họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách. Nơi đâu có hiểm nguy, khó khăn thì hổ sẽ lao vào. Khi người khác chùn chân tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu. Và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, trà đạp, bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt của những chú hổ, cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch mang đầy tính nhân ái. Hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình. Với những ai quen biết, họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần, thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Giáp Dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó. Bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng. Nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp dậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ cùng sức sống sôi nổi, lạc quan, cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi, hay dao động nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái, hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Nữ mệnh tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Về gia đình được hưởng phúc từ con cháu, tuy lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời được hưởng phúc lộc. Nam mệnh tuổi Giáp Dần. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn, hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn, vất vả. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu mến, kính nể. Họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan, thử thách. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh 1974.
Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 mang đến nhiều thử thách cho những người tuổi Giáp Dần. Vốn dĩ người tuổi này luôn tự hào về bản thân bởi sự chính trực và khôn ngoan, nhưng đôi khi chính sự tự tin đó lại trở thành con dao hai lưỡi trong công việc và giao tiếp. Nếu không cẩn trọng, bạn có thể dễ dàng bị cuốn vào những tình huống rắc rối từ những chi tiết nhỏ mà bản thân không lường trước được. Những người xung quanh không hề phủ nhận năng lực của bạn, họ còn công nhận bạn là người tài năng, đặc biệt với những gì bạn đã đạt được trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn để sự kiêu ngạo lấn át thì thành công có thể sẽ không còn ở gần bạn nữa, thậm chí nó có thể trở thành nguyên nhân khiến bạn bị cô lập. Bởi những người xung quanh sẽ bắt đầu tỏ ra không hài lòng, dần dần xa lánh bạn. Sự tự tin là tốt nhưng đừng biến nó thành sự kiêu căng, khiến bản thân mất đi thiện cảm từ người khác. Trong thời điểm này, hãy nhớ rằng, sự khiêm tốn và lòng bao dung là hai yếu tố quan trọng giúp bạn giữ được sự bình an trong tâm hồn và hài hòa trong các mối quan hệ. Như lời dạy của Đức Phật, ai biết được chính mình mới là người khôn ngoan, đừng để những thành công nhất thời khiến bạn quên đi sự quan trọng của lòng khiêm tốn. Thay vì khẳng định bản thân bằng cách tranh thắng, hãy học cách lắng nghe và hiểu người khác. Khi bạn biết chia sẻ và bao dung, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và bạn sẽ tìm thấy sự bình an trong cuộc sống. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, dù có gặp phải bao nhiêu thử thách, hãy luôn giữ tâm an và tin rằng sau mỗi khó khăn đều có cơ hội cho sự trưởng thành. Tâm thế sẵn sàng đối mặt với mọi hoàn cảnh sẽ là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp bạn vươn tới những thành công mới. Sức khỏe của bạn trong thời điểm này cũng không được tốt, phần lớn là do căng thẳng kéo dài mà bạn chưa xử lý dứt điểm. Với tính cách hay ôm đồm quá nhiều việc, bạn tự tạo ra áp lực cho chính mình, dẫn đến cơ thể trở nên quá tải. Để giữ gìn sức khỏe, bạn cần học cách buông bỏ, chia sẻ bớt gánh nặng với những người xung quanh và đừng cố gắng gánh vác mọi việc một mình. Thời điểm này, sự xuất hiện của đế vượng trong cung mệnh có thể khiến bạn dễ rơi vào trạng thái tự tôn quá mức. Bạn cảm thấy mình là người xuất sắc nhất, dẫn đến việc các hoạt động mang tính chất nhóm hoặc tập thể sẽ không thuận lợi. Trong những tình huống như thế, bạn nên tập trung vào những nhiệm vụ mà bạn có thể phát huy hết khả năng cá nhân. Đó là cách tốt nhất để giảm thiểu những va chạm không đáng có và tận dụng tối đa ưu điểm của mình. Kiếp tài cũng mang theo những tác động tiêu cực khiến người tuổi Giáp Dần gặp nhiều sóng gió. Trong thời điểm này, những tin đồn thất thiệt, thông tin tiêu cực có thể đến dồn dập khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, điều may mắn là bạn luôn có một trái tim mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục trước khó khăn. Tinh thần kiên định này chính là điểm tựa giúp bạn vượt qua mọi thử thách, chiến thắng trong mọi cuộc đấu tranh. Về mặt tài chính, thời điểm này không phải là thời điểm lý tưởng để bạn cho vay mượn. Dù bạn có khả năng tài chính vững vàng, hãy giữ kín điều đó. Nếu để người khác biết về tài sản của mình có thể sẽ phát sinh lòng tham từ những người xung quanh. Hãy thận trọng và chỉ nên chia sẻ những gì cần thiết, tránh những phiền toái không đáng có từ sự quan tâm quá mức của người khác. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Thử thách đến từ chính bản thân của người tuổi Giáp Dần, bước vào giai đoạn có nhiều biến chuyển không hoàn toàn thuận lợi nhưng cũng đầy cơ hội nếu biết nắm bắt. Vốn dĩ bạn là người thông minh, nhanh nhẹn và luôn tập trung cao độ trong công việc, nhưng chính sự tự tin và bản lĩnh của bạn lại đôi khi trở thành rào cản khi làm việc chung với người khác. Sự đề cao bản thân quá mức vào việc xem nhẹ ý kiến từ xung quanh có thể khiến bạn vấp phải những mâu thuẫn không đáng có trong thời gian này. Điều quan trọng nhất là bạn phải học cách điều tiết, tránh những căng thẳng và xung đột. Sự nghiệp sẽ suôn sẻ hơn nếu bạn biết giữ sự cân bằng giữa công việc cá nhân và tinh thần hợp tác. Hãy nhớ rằng, không phải lúc nào cũng đúng là tốt và không phải lúc nào cũng đối đầu là giải pháp. Đôi khi, sự nhún nhường và biết chấp nhận ý kiến từ người khác lại là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công lớn hơn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, sự hiện diện của Thiên Cẩu Hung Tinh là một dấu hiệu cảnh báo về những rắc rối tiềm ẩn, bao gồm cả tranh chấp thị phi và thậm chí có thể là kiện tụng. Đây là thời điểm bạn cần giữ bình tĩnh và khiêm tốn hơn bao giờ hết. Nếu có bất kỳ căng thẳng nào nảy sinh, đừng ngại thừa nhận lỗi lầm của mình và xử lý sớm để mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa. Một thái độ khiêm nhường và ôn hòa sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng,
tránh những thiệt hại không đáng có. Với những ai đang điều hành, công việc kinh doanh thời điểm này có thể mang đến không ít thử thách. Các kế hoạch có thể không diễn ra suôn sẻ như mong đợi và bạn sẽ cảm thấy áp lực gia tăng. Tuy nhiên, điểm mạnh của người tuổi Giáp Dần là tinh thần chiến đấu không lùi bước. Bạn không ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt và đương đầu với mọi trở ngại. Điều đó sẽ giúp bạn trụ vững, bất chấp những trở ngại tạm thời. Năng lượng của thời điểm này mang đến cho bạn cảm giác nặng nề, như thể mọi thứ đang dồn ép và làm bạn muốn thu mình lại. Nếu bạn cảm thấy cần phải tách biệt, tránh xa những cuộc tranh luận và dành thời gian cho bản thân, đừng ngần ngại làm điều đó. Hãy tin vào trực giác của mình, bởi trái tim bạn đang chỉ lối cho bạn tìm đến những giải pháp tĩnh tâm và lắng nghe bản thân nhiều hơn. Trong công việc, bản mệnh có đủ khả năng để tự mình xử lý mọi việc, nhưng chính vì sự thiếu lắng nghe này mà các hoạt động nhóm hoặc sự hợp tác với đồng nghiệp trở nên kém hiệu quả. Đôi khi việc cùng người khác làm việc không chỉ để hoàn thành công việc, mà còn để học hỏi và phát triển từ những góc nhìn mới. Hãy mở lòng hơn một chút, bạn sẽ nhận ra có nhiều cơ hội mở ra từ những mối quan hệ tưởng chừng không mấy quan trọng. Như Đức Phật đã dạy, ai lắng nghe người ấy sẽ được mở rộng tâm hồn. Trong thời điểm này, điều quan trọng không chỉ là thành tựu mà còn là cách bạn đối xử với người khác trong hành trình đạt được nó. Lòng khiêm tốn và sự cởi mở với ý kiến từ người khác sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và cũng là chìa khóa để giữ vững sự nghiệp lâu dài. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi thử thách trong cuộc sống đều là bài học, và trong thời điểm này, bạn không chỉ học cách đối diện với khó khăn từ bên ngoài, mà còn là cơ hội để nhìn lại và vượt qua những hạn chế của chính mình. Khi bạn học cách điều tiết, kết tội và đặt lòng kiên nhẫn vào mỗi hành động, thành công sẽ đến một cách tự nhiên, không cần phải tranh giành hay đấu đá. Xét về phương diện tài lộc, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của người tuổi Giáp Dần sinh 1974. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tài lộc của người tuổi Giáp Dần gặp phải không ít thách thức và khó khăn. Sự xuất hiện của tương quan trong cung mệnh dự báo về những vấn đề tài chính có thể xảy ra. Do bản mệnh quá tự tin vào bản thân, thậm chí là kiêu ngạo, dẫn đến việc không thừa nhận những sai sót của mình. Sự chủ quan này có thể khiến bạn đối diện với những tổn thất không đáng có. Những quyết định tài chính thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng hoặc không được cân nhắc cẩn thận có thể dẫn đến thất thoát tiền bạc trong giai đoạn này. Khi gặp phải vấn đề về tài chính, điều quan trọng nhất là bạn phải tỉnh táo và xử lý vấn đề ngay khi nó vừa xảy ra. Hãy khoanh vùng những rắc rối tài chính để chúng không lan rộng và gây thêm thiệt hại. Đừng để cảm giác tự mãn khiến bạn lơ là trong việc quản lý tiền bạc. Hãy rút ra những bài học từ các sai lầm để tránh đi vào vết xe đổ. Thêm vào đó, tuổi Giáp Dần nên nhắc nhở bản thân luôn cẩn trọng trong mọi tình huống. Đây là thời điểm quan trọng để bạn nhận ra rằng, dù có khả năng kiếm tiền giỏi đến đâu, nếu không biết giữ gìn, tài lộc rồi cũng sẽ trôi tuột khỏi tay, giống như câu nói của cha ông. Dù có núi vàng, nếu không biết tiết kiệm thì núi cũng mòn. Đây chính là bài học đắt giá về quản lý tài chính mà bạn nên ghi nhớ. Những người tuổi Giáp Dần có khả năng kiếm tiền khá nhanh chóng, nhưng việc quản lý tài chính khôn ngoan lại là điều quan trọng không kém. Hãy tập trung vào việc xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Thay vì chi tiêu một cách bốc đồng, bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một món đồ yêu thích, nhưng đừng để những quyết định chi tiêu nhất thời làm ảnh hưởng đến tài chính của bạn trong tương lai. Đặc biệt, tránh việc bỏ ra một khoản tiền lớn mà không có sự tính toán kỹ lưỡng. Ngoài ra, thời điểm này bạn có thể cảm thấy sự hấp dẫn từ các cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đây không phải là thời điểm thích hợp để dốc toàn bộ tài sản vào bất kỳ lĩnh vực nào dù bạn có mong muốn đầu tư. Hãy bắt đầu với những dự án nhỏ giúp bạn vừa có thể thực hành, vừa tích lũy kinh nghiệm. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ về lĩnh vực đầu tư trước khi quyết định dồn tiền vào. Đừng để sự hấp dẫn của những lợi nhuận ngắn hạn khiến bạn mạo hiểm tất cả mà không lường trước rủi ro. Trong bối cảnh tài lộc biến động của đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, bài học về trách nhiệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Phật dạy rằng, người có trách nhiệm luôn biết rõ và tỉnh thức trước mọi hành động, suy nghĩ của mình. Việc quản lý tài chính cũng giống như vậy, bạn cần tỉnh thức trong mọi quyết định. Đừng để những cảm xúc nhất thời hoặc lòng tham làm mờ lý trí. Khi biết dừng lại, suy ngẫm và hành động một cách khôn ngoan, bạn sẽ tránh được những rủi ro không đáng có. Thời điểm này là lúc để bạn nhìn lại cách mình quản lý tài chính, từ đó điều chỉnh lại hướng đi để tương lai luôn ổn định và bền vững. Dù có đối diện với những khó khăn, hãy nhớ rằng mỗi thử thách đều là một cơ hội để bạn học hỏi và trưởng thành.
Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này sẽ mang đến nhiều cơ hội để người tuổi Giáp Dần cải thiện và hàn gắn tình cảm nhờ vào sự tương sinh của ngũ hành. Những mối quan hệ trong cuộc sống, tình cảm của bạn dù đã qua nhiều thử thách hay sóng gió đều sẽ có cơ hội tốt hơn để được thấu hiểu, hòa giải và làm mới. Đây là thời điểm bạn cần học cách hạ thấp cái tôi, gạt bỏ tự ái và thừa nhận rằng đôi khi bạn chưa thực sự giỏi trong việc giao tiếp tình cảm. Những lời nói vô tình có thể đã làm tổn thương người bạn yêu thương, và giờ đây là lúc bạn cần tập trung vào việc chữa lành. Nếu bạn đã có một mối quan hệ ổn định, thời điểm này là cơ hội để củng cố và xây dựng lại nền móng cho tình yêu của hai bạn. Đừng ngại ngần mà hãy mở lòng nhiều hơn, trao đổi một cách chân thành với người bạn đời. Hãy để đối phương biết rằng dù bạn có vẻ ngoài cứng cỏi nhưng trong lòng vẫn rất cần sự quan tâm và thấu hiểu. Việc chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và khó khăn trong cuộc sống không chỉ giúp bạn giải tỏa mà còn tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ hơn giữa hai người. Đối phương dù đôi khi im lặng, thực sự có thể là người mang đến cho bạn những lời khuyên giá trị, những góc nhìn khác biệt giúp bạn vượt qua khó khăn trong công việc và cuộc sống. Hãy tin tưởng vào sự đồng hành của họ, đừng ôm đồm mọi thứ một mình. Việc mở lòng sẽ là bước đầu tiên để hâm nóng lại tình yêu, đưa mối quan hệ của bạn lên một tầm cao mới, nơi không còn chỗ cho sự cô đơn hay bất đồng. Còn đối với những ai vẫn đang đơn côi, thời điểm này có thể không mang lại cho bạn nhiều sự phấn khởi trong chuyện tình cảm. Bạn có thể cảm thấy không quá hứng thú với việc mở rộng các mối quan hệ hay tìm kiếm những cơ hội mới. Thay vì tham gia các hoạt động xã hội như bạn bè, bạn lại thấy thích thú với việc dành thời gian riêng tư ở nhà đọc sách hay thực hiện những thú vui cá nhân. Điều này không có gì sai cả, bởi thời gian này có thể là cơ hội để bạn tập trung vào bản thân, lắng nghe cảm xúc và nhu cầu thật sự của mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới, hãy cân nhắc việc bước ra khỏi vùng an toàn. Đôi khi, hạnh phúc không đến từ sự thoải mái, mà là từ việc bạn cho phép mình trải nghiệm những điều mới mẻ, gặp gỡ những con người mới. Đừng khép mình quá lâu, vì điều đó có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội, tình yêu đáng quý trong tương lai. Trong Phật giáo, việc lắng nghe sâu là một bài học quý giá. Người tuổi Giáp Dần nên áp dụng điều này vào trong tình yêu của mình. Lắng nghe không chỉ để hiểu người khác mà còn để hiểu chính mình. Khi bạn biết cách lắng nghe một cách chân thành, mọi khúc mắc sẽ dần được tháo gỡ, sự đồng cảm sẽ tăng lên và tình yêu sẽ được nuôi dưỡng bền lâu. Có thể trong quá khứ, bạn đã từng có xu hướng muốn kiểm soát mối quan hệ, muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Nhưng giờ đây, hãy để trái tim bạn mở ra, lắng nghe đối phương nhiều hơn, đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận. Điều đó không chỉ giúp bạn tránh được những đánh giá chủ quan mà còn làm cho tình yêu trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Hãy nhớ rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu mà là sự đồng hành cùng nhau qua những thăng trầm, cách thức để yêu thương và hòa giải. Học cách thừa nhận sai lầm, đôi khi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là đủ để hàn gắn lại mối quan hệ đã rạn nứt. Hãy bỏ qua cái tôi và hãy chân thành trong từng lời nói, hành động của mình, thể hiện sự quan tâm, dành thời gian nhiều hơn để ở bên người bạn yêu thương. Một cái nắm tay, một lời hỏi han đôi khi có thể làm tan biến mọi khoảng cách. Không ngại thay đổi, mỗi chúng ta đều có thể thay đổi để tốt hơn. Hãy lắng nghe những phản hồi của đối phương và điều chỉnh bản thân để cả hai cùng nhau tiến về phía trước. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, tuổi Giáp Dần cần tận dụng sự tương sinh của ngũ hành để hòa giải và hàn gắn tình yêu. Sự thấu hiểu và lắng nghe sẽ là chìa khóa vàng để bạn giữ gìn và phát triển hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. Hãy để trái tim dẫn dắt và tạo nên một tình yêu đong đầy, trọn vẹn. Xét về phương diện sức khỏe, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch cho người tuổi Giáp Dần. Tinh thần và sức khỏe là trọng tâm, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch là một giai đoạn mà người tuổi Giáp Dần cần đặt sức khỏe lên hàng đầu. Đặc biệt là về mặt tinh thần, sự ảnh hưởng của thiên đức hung tinh đã mang đến những tác động tiêu cực đến trạng thái tâm lý và sức khỏe tổng thể của bạn. Sự căng thẳng kéo dài và mệt mỏi do áp lực từ công việc vào cuộc sống có thể làm suy yếu cả cơ thể lẫn tinh thần, khiến bạn trở nên dễ tổn thương hơn. Chìa khóa để vượt qua giai đoạn này chính là việc học cách buông bỏ những lo âu, phiền muộn. Đôi khi những nỗi lo dồn nén khiến bạn cảm thấy bất an, mất ngủ hoặc suy giảm sức khỏe. Nhưng hãy nhớ rằng, lo lắng không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm tâm trí của bạn thêm rối ren. Hãy dừng lại, tĩnh lặng và để cho trái tim,
Tâm trí của bạn nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi. Một giấc ngủ sâu và đủ giấc sẽ giúp bạn tỉnh táo, sáng suốt hơn để xử lý các vấn đề vào ngày hôm sau. Một lời khuyên dành cho bạn là hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Ánh sáng xanh từ điện thoại hoặc máy tính có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và khiến tâm trí bạn thêm căng thẳng. Thay vào đó, hãy dành thời gian thư giãn, đọc sách hoặc ngồi thiền để tinh thần được thư giãn, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Không chỉ tinh thần, cơ thể của bạn cũng đang có những dấu hiệu cảnh báo. Nhị hắc tinh nhập cung chính bắc cảnh báo những nguy cơ về sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong thời điểm này. Bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Việc lơ là hoặc không quan tâm đúng mức đến thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến tái phát các bệnh liên quan đến dạ dày hoặc hệ tiêu hóa. Đây là những vấn đề mà bạn đã gặp phải trong quá khứ và có khả năng quay trở lại nếu không được chăm sóc cẩn thận. Chế độ ăn uống là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Hãy ưu tiên các thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng, hạn chế thức ăn nhanh và các món có nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, bạn cũng nên duy trì việc vận động tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày để tăng cường sức khỏe và cải thiện tinh thần. Một cơ thể khỏe mạnh luôn là nền tảng vững chắc để vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong những lúc sức khỏe không được ổn định. Người tuổi Giáp Dần cần nhớ tới một bài học quý báu từ triết lý Phật giáo, tâm an vạn sự an. Tâm trí của bạn chính là cội nguồn của mọi cảm giác về sức khỏe và hạnh phúc. Nếu bạn biết giữ gìn tâm trí thanh tịnh, mọi lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống sẽ dần tan biến. Đừng để những gánh nặng tinh thần khiến bạn sa sút về cả thể chất lẫn tinh thần. Phật dạy rằng, chúng ta thường lo lắng về những điều chưa xảy ra hoặc đã qua. Nhưng thực ra hiện tại mới là quan trọng nhất. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, đặt niềm tin vào khả năng của bản thân và luôn duy trì tâm trí sáng suốt khi biết dừng lại. Hít thở sâu và để mọi phiền muộn tan biến theo làn hơi thở, bạn sẽ tìm thấy sự bình an và vững vàng trong lòng mình. Thời điểm này dù phải đối diện với nhiều khó khăn về sức khỏe, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, nhưng bạn hoàn toàn có thể vượt qua được. Đừng quên rằng, sức khỏe không chỉ là trạng thái không có bệnh tật, mà còn là sự cân bằng giữa cơ thể, tâm trí và tinh thần. Sự bình an trong tâm hồn sẽ giúp bạn có đủ sức mạnh để bảo vệ cơ thể cũng như tạo nên một sức khỏe vững vàng hơn bao giờ hết. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần đầu tiên tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Xem tử vi cho thấy bước sang tuần đầu tiên của tháng mới mở ra nhiều cơ hội mới cho Giáp Dần. Những khó khăn từ trước đó dần được tháo gỡ và bạn có cơ hội nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng hơn. Thiên đức chiếu sáng, giúp bạn phát triển tốt về mặt tinh thần, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới về công việc. Tuần này có thể xuất hiện những thay đổi đáng kể, bạn có thể được giao phó những nhiệm vụ quan trọng hơn và đây chính là lúc để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo cũng như tư duy sáng tạo của mình. Hãy nắm bắt cơ hội này, nhưng đồng thời cũng nên giữ vững tinh thần học hỏi và khiêm tốn. Tài chính trong tuần này có dấu hiệu khởi sắc, nhưng bạn vẫn cần cảnh giác với các khoản đầu tư mạo hiểm. Nếu biết tận dụng thời cơ và đưa ra những quyết định thông minh, bạn sẽ đạt được những thành quả đáng kể. Tuy nhiên, hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ để không bị lúng túng. Về tình cảm trong tuần này, người tuổi Giáp Dần có thể cảm thấy mối quan hệ của mình có phần lạnh nhạt, nhưng đừng lo lắng vì đây chỉ là giai đoạn tạm thời. Hãy dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với đối phương, cùng nhau tìm ra những điểm chung và xây dựng lại tình cảm. Đối với người độc thân, tuần này có thể xuất hiện một cơ hội đặc biệt, nhưng bạn cần phải chủ động hơn để nắm bắt. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh 1974. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian để tuổi Giáp Dần tự nhìn lại và đánh giá những gì mình đã làm được trong thời điểm này. Nhị hắc nhập cung chính bắc nhắc nhở bạn về sức khỏe và tinh thần. Đây là lúc bạn nên dành thời gian cho bản thân, điều chỉnh lại chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Công việc trong tuần này tuy không quá bận rộn nhưng đòi hỏi bạn phải cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ. Có thể có một số sự cố phát sinh mà bạn cần phải giải quyết nhanh chóng và khéo léo. Đừng vội vàng đưa ra quyết định, mà hãy suy nghĩ kỹ lưỡng,
tránh để những sai lầm nhỏ ảnh hưởng đến kết quả tổng thể. Tài chính cuối tháng có dấu hiệu khởi sắc, nhưng vẫn cần phải cẩn trọng. Bạn có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ, nhưng hãy nhớ rằng tiền bạc đến nhanh cũng có thể đi nhanh nếu không biết cách quản lý. Về mặt tình cảm, tuần này sẽ là cơ hội tốt để hâm nóng lại mối quan hệ. Nếu bạn cảm thấy có khoảng cách giữa mình và đối phương, hãy chủ động tạo ra những hoạt động chung để cả hai có cơ hội gần gũi hơn. Đối với những người độc thân, đây là lúc để bạn mở lòng đón nhận những cơ hội tình cảm mới. Đừng ngần ngại tham gia các hoạt động xã hội hay gặp gỡ bạn bè. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Giáp Dần Sinh 1974 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng hổ phong thủy mạ vàng. Tượng hổ là linh vật cho người tuổi Giáp Dần, cho nên việc thỉnh tượng hổ trong nhà sẽ giúp gia chủ Giáp Dần tăng thêm sự uy phong, khí chất mạnh mẽ và phát huy tối đa năng lực của bản thân từ trong công việc, sự nghiệp lẫn việc chăm sóc con cái trong đường gia đạo. Bên cạnh đó, tượng hổ phong thủy mạ vàng hay tượng hổ uy phong mạ vàng là mẫu tượng hành kim có năng lượng kích hoạt phong thủy rất lớn cho bản mệnh. Thiềm thư phong thủy mạ vàng. Đây là vật phẩm không quá xa lạ trong đời sống tâm linh tín ngưỡng của người Việt. Vật phẩm xuất hiện trong hầu hết các bàn thờ thần với tác dụng hỗ trợ phong thần, cụ thể là thần tài mà gia đình thờ cúng, qua đó giúp cho tính năng phong thủy của các tượng thần được phát huy tối đa. Thiềm thư phong thủy mạ vàng được chế tác tinh xảo, sắc nét từng chi tiết nhỏ. Khi thỉnh tượng thiềm thư phong thủy, gia chủ Giáp Dần nên lưu ý quay đầu tượng hướng vào bên trong hai hướng về các tượng thần để thu hút tài lộc, đón phú quý vào nhà. Tỳ hưu mạ vàng. Tỳ hưu là vật phẩm phong thủy mạ vàng phù hợp với tuổi Giáp Dần, thích hợp với các vị trí từ trong nhà nơi làm việc, cửa hàng kinh doanh. Đây là tượng phong thủy rất được các doanh nhân, người buôn bán ưa chuộng, bởi người ta tin rằng tỳ hưu là linh vật chỉ ưa ăn tiền và chỉ ăn chứ không nhả, tức giúp gia chủ thu hút tiền tài mà không sợ tiền tài bị thất thoát, hao hụt. Đặc biệt, tỳ hưu phong thủy mạ vàng còn mang đến tính năng phong thủy lớn nhất cho gia chủ tuổi Giáp Dần, giúp gia đình bạn hóa giải điểm xấu, đem về may mắn cũng như hút tài lộc. Tượng chó phong thủy mạ vàng. Tượng chó còn gọi là linh khuyển, mang ý nghĩa với con người cả trong đời sống lẫn tâm linh phong thủy. Tượng chó nếu hợp với bản mệnh, gia chủ sẽ có khả năng chấn trạch, bảo vệ chủ nhân thoát khỏi những vận hạn xấu và thay vào đó là những tin tốt lành, niềm vui. Theo quan niệm của người Việt, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Chính vì nằm trong bộ tam hợp, nên tượng chó phong thủy mạ vàng là vật phẩm nên có trong gia đình tuổi Giáp Dần. Tượng ngựa phong thủy mạ vàng. Như đã đề cập, người tuổi Giáp Dần không nên bỏ qua linh vật phong thủy có tác dụng yểm trợ sự may mắn, công thành danh toại mà tượng ngựa phong thủy mạ vàng mang lại. Ngoài ra, linh vật ngựa rất phù hợp cho người tuổi Giáp Dần sinh 1974 đang làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị. Ngựa là linh thú đứng đầu cho các loài thú lành, ngựa sẽ giúp gia chủ tuổi Giáp Dần chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy tượng. Thần tài mạ vàng. Thần tài có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, trong quan niệm phong thủy của người Việt. Dường như trong mỗi gia đình đều thỉnh tượng thần tài trong nhà với niềm tin sẽ được thần phù trợ, bảo vệ của cải và giúp tăng thêm tài lộc. Trong số các tượng thần tài thì gia chủ Giáp Dần nên chọn tượng thần tài mà vàng sẽ phát huy được tính năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ mệnh thủy. Thuyền phong thủy mạ vàng. Thuyền phong thủy mạ vàng thuộc hành kim và thủy, hợp bản mệnh gia chủ tuổi Giáp Dần. Trong phong thủy, thuyền buồm được xem là nền tảng cho sự thành đạt. Đồng thời, thuyền buồm với ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mang đến bước tiến mới về công việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn, mọi sự thuận lợi. Quý khán giả thân mến, đời người khác nhau, ở một ý niệm tốt thì thành Phật, dấu thì thành ma. Nhìn thế giới bằng ánh mắt lạnh lùng sẽ chỉ thấy cuộc đời tàn khốc,
vô tình nhìn thế giới bằng trái tim ấm nóng, cuộc đời ấm áp và đầy tình người. Xuân cảnh là do tâm sinh, vận mệnh của đời người tốt hay xấu hoàn toàn do mình mà ra, phụ thuộc vào chính ý niệm của chúng ta. Nếu số mệnh đã nằm trong tay, bạn sẽ lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình ra sao. Cuộc đời vốn không có thứ gì tốt tuyệt đối hay xấu tuyệt đối. Nếu như đã có lựa chọn của riêng mình rồi, hãy dũng cảm bước tiếp, đừng chỉ chờ đến khi có ai đó khích lệ thêm lòng tin của mình. Trong cuộc sống không tồn tại cái nào cao, cái nào thấp, chỉ có ta muốn lựa thế nào mà thôi. Đời người ra sao, chẳng qua chỉ nằm ở một ý niệm từ bản thân ta quyết định ý niệm đó là tốt nhất, không cần phải mượn tay người khác. Bản tâm thiện thì hưởng phúc báo, tâm ác tự khắc nhận ác báo. Một ý niệm quyết định thiện ác, tâm sinh thiện, hành động cũng hướng tới những điều thiện, mệnh số tự khắc có phúc báo. Nhưng nếu tâm sinh ác làm ra những điều xấu xa, ác báo tự khắc tìm đến rất lâu. Cuộc đời ra sao do chính ta quyết định. Trong thực tế, tất cả những rắc rối khiến chúng ta muộn phiền đều là do chúng ta cố níu kéo, cố chấp không chịu buông tay. Nhưng một khi chúng ta quyết định buông bỏ, ta cũng sẽ không mất đi cái gì. Thứ duy nhất mà ta mất chính là nỗi muộn phiền kia. Mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau về cùng một sự vật, sự việc hay cùng một câu nói. Sử dụng nó như một bài học khích lệ bản thân, để dù có gặp phải bất cứ chuyện gì khiến mình phiền lòng cũng sẵn sàng bỏ qua, không để những tổn thương khiến bản thân trở nên mềm yếu. Vì thế, đừng vội vã chạy ngay đến với thành công. Thay vào đó, hãy bước từng bước chậm rãi, chắc chắn ngay từ đầu để nửa chừng không có bất kỳ trắc trở nào. Khi bạn tự tin vào chính mình, thành công sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Cuộc sống này vốn luôn đầy đủ các vị đắng, cay, ngọt, chua chát, đi hay ở, nắm lấy hay từ bỏ, ân oán hay quên đi, chẳng qua chỉ là do suy nghĩ của mỗi con người. Chính vì vậy, khi ta quyết định một việc gì đó, hãy bỏ tâm sức ra suy nghĩ nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với sự cố gắng của mình. Đừng vì chưa thấy kết quả mà đã vội vàng chán nản từ bỏ, và cũng đừng cho rằng thành công là do số trời ban tặng mà không cần làm gì cả. Người há miệng chờ sung sẽ chẳng bao giờ tới đích. Người thành công là người vấp ngã nhiều nhất. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.